bạn của chúng anh chị, hôm nay nhà Phí sẽ đi ăn bên ăn ở ngoài, tại vì anh sắp đi công tác xa cho nên là cả nhà hẹn hò nhau đi chợ đi chơi. Ủa luôn rồi, em muốn đi tiêm vaccine, tiêm 4 mũi vaccine luôn. Vaccine lúc 1 tuổi, tại thời gian vừa rồi em muốn về Việt Nam 6 tháng nên có sót một mũi vaccine thêm, cho nên là hôm nay họ tiêm bù luôn cho em luôn. Còn em Bon cũng ngủ luôn, thương chưa? Mệt quá, hôm trưa kêu ngủ trưa không chịu, nên bây giờ nằm ngủ như thế này. À, nhà Thúy Lê này, Helsinki cho nên là hơi xa nhà một tí. Nếu mà đi tàu thì có thể là nhanh hơn, nhưng mà đi xe nó lòng vòng á. Nên bây giờ cũng gần sắp đến rồi. Chích 3 mũi vào chân và bắp đùi cho nên là Môn bị đau không có đi được á cả nhà, chứ bình thường là Môn sẽ xuống để đi bộ. Nhưng mà tại Môn bị chích 3 mũi vào đùi cho nên là đi cà nhắc xong bị đau á. Xong em không có đi. Và bây giờ mẹ phải bế em. Nhưng mà trộm vía thương lắm. Bố với anh Bon. Quên rồi. Coi bố đi xem cái gì. Thì sẽ tính đi ăn đồ Thái, nhưng mà xong tại vì ngày mai Yuri sẽ đi công tác Thái Lan cho nên thôi kệ, bây giờ ăn món khác theo món anh thích. Yuri thích ăn cánh gà, còn Thì thích ăn đồ Thái. Nhưng bây giờ chiều theo Yuri rồi nhà Thúy sẽ đi ăn cánh gà, tại vì nhà Thúy nói Yuri là vậy, ngày mai mà Yuri đi công tác rồi á thì nhà Thúy sẽ đi ăn món Thái ở đây, cho nên bây giờ chiều theo anh bắt con anh phải ăn món Thái 2 tuần và 1 ngày. Baby xin chào ông bà con chú. Vi đòi camera làm gì, đừng có làm rớt của mẹ nhá. Vi làm rớt của mẹ nhá. Thấy ai đây, em bé à? Cười coi. Hi. Thôi đừng che mặt em bé này. Vi có cái này nhá. Vi ăn cánh gà nhá. How many wings do you want to eat? 25 or 40? No, 25, I think you know. What? But if I want to eat 20, so then you only can eat 5. Oh, it's okay. I think 25 enough. 40, if not, it only can bring home, but I think 25 enough. Nó phóng rồi nè. Ủa. Không sao đâu. Mix it, nói tôi cả đèn xin. Mom có burger. Đây cái chiên. Đây là cánh gà cay. Ngon rồi. Ngon. Huy ăn cà rốt hả? Ừ. Huy ăn cà rốt hả? Mời ông bà cô chú cùng ăn với nhà Thúy.
Istu vielä lasista. Istu alasista. Thì đã ăn xong rồi, bây giờ sẽ đi uống cái gì đó hoặc là đi về. Thì Moon không có cho mọi người ăn thoải mái được, cứ nhè nhè thôi. Mà đồ ăn toàn cay nên không cho Moon ăn được. Tại Moon cũng ăn ở nhà rồi. Thì có ghé mua trà sữa. Mà trà sữa này không ngon tí nào cả. Để có bột và sữa. Ba sao bố? Đi về. À, đi về á. Dạ. Ok. Con ăn no chưa? Dạ. Ngon chưa? Dạ. Đi theo bố đi thôi. Bố mượn sách nên bây giờ phải mang sách đi trả. Nhưng mà em Moon khó chịu. Thưa Việt ơi. Moon bị đau á. Tiêm vaccine này. Tiêm vaccine về đau lắm. Thưa Việt lớn. Thưa Việt ở đây lớn. Cái này ý là cái này ở thành phố này thôi chứ không phải là lớn hơn cả gần nhà thì đây là cả sách. Chân mà nghe tiếng papa đấy là không, papa đòi papa đó, thương chưa? Hai đứa nào cũng thương papa hết. Ngồi. Papa. Can I get my grade for her? Neljä kokotetta tänään. They are same size. Yeah, I told you. You don't have bigger. I have bigger, but you don't want that. Vaikka se ottaa se jätti kohon. Juri đang xếp hành lý để đi phần là đi Thái Lan, để đi công tác vài tuần ở Thái. Và đây là hành lý của anh. Thực ra cái này là đồ của công ty cấp. Tất cả các thứ là từ công ty cấp, nên mà phải mang hết. Đây là đồ của kỹ sư á, cả nhà. Qua công tác ở đó, lần đầu đi ở đây. Đồ, tại vì đồ của kỹ sư của công ty cử đi, cho nên tất cả những đồ để làm việc liên quan đến công việc ở bên đó thì họ sẽ cấp cho anh mang từ đây và mang từ đây và qua bên đó. Có cả hộp y tế luôn. Törmäsitkö se? Joo, törmään korääni. Oi, oi, oi. Korääni tuli. Tuli tänne kolari. Joo. Tänne korääni. Hyvin on mennyt pois jo.
откуда мы поезд там? Ja punainen kettu kalpenee, kun kolttoriaan muistelee. Tuo karhu kimppuun ei nyt käy, ei pelastusta missään näe. Vaan karhu sanoo, ystävänä mä pyrin taloon yönä tänä. Pyydän lupaa sisään päästä hirmuisesta myrskysäästä. Niin saa karhu tulla sisään ja paavo uuniin puita lisää. On taasen unta luvassa isännän pikkutuvassa ja paavo sanoo, toivon mukaan ei toistaan häiritse nyt kukaan. Se pihis! Karhu meni sinne kans nukkumaan. Nukku pissi, ja kettu nukkuu siellä maton alla ja jänä nukkuu siellä.